Quả là một trận đấu cân tải cân sức. Tỷ số này đang là 3 đều. Mỗi đội chơi đều đã giành được 3 điểm. Quả thật là bây giờ nếu tiếp tục để cho hai đội chơi mà cùng thi một nội dung nào đấy bằng những thành viên là những cán bộ chiến sĩ của Cục Chính trị Quân khu 5 thì có lẽ là lại hòa. Vâng, cho nên chúng tôi quyết định là sẽ để cho tân binh của hai đội sẽ bước lên đại diện đội mình và bước vào hiệp phụ. Thử thách nối từ. Chương trình sẽ đưa ra một từ và các đồng chí sẽ phải nối. Ai là người thua cuộc, tức là bí đấy ạ, không nối được nữa thì người đấy, đội của người còn lại sẽ chiến thắng. Vâng. Nhất trí chưa ạ? Bây giờ hai đồng chí làm một động tác để phân định xem đội nào sẽ nối trước, còn chúng tôi sẽ công bố từ sau. Wow, tôi ạ. 1, 2, 3. Rồi. Đồng chí Trung có quyền chọn thi trước hoặc thi sau. Thi trước. Chuẩn bị. Quân đội. Đội viên. Viên mãn. Mãn tính. Tính toán. Toán học. Học sinh. Sinh đẻ. Đẻ con. Đúng. Con cái. Cái bánh. Bánh đúc. Rồi. Đúc đồng. Đồng thau. Thau chậu. 1. Thau gì? Thau chậu. Thau chậu. Đúng. Chậu nhôm. Một. Nhôm kính. Kính dâm. 3, 2. Dâm mát. Chết rồi này. Mát. Mẹ. Mẹ lưới. Mẹ lưới. Lưới cá. Cá mú. 3, 2. Có lên chưa? 1. Có. 3, 2, 1. Mú. Thua rồi. Đội của Thanh Yên đã chiến thắng. Xin chúc mừng. Xin được chúc mừng đội chiến thắng ngày hôm nay qua phần chơi vụ đó chính là đội Núi Thành.